Tại Hưng Yên, nhóm tác giả ở huyện Khoái Châu gồm cô giáo Lê Thị Hải, giáo viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Siêu, đồng chí Phan Thị Hà ở Trung tâm Chính trị huyện Khoái Châu và các em Lê Thị Thủy Tiên lớp 11A1, Đỗ Thủy Trang lớp 10A9 trường Trung học phổ thông Nguyễn Siêu, Trương Hoàng Huệ Minh lớp 11A5 trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải đã xuất sắc trở thành một trong số 5 tác giả, nhóm tác giả trong toàn quốc đạt giải A cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024 và 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam 20 tháng 7 năm 1954, 20 tháng 7 năm 2024 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức với chủ đề Điện Biên Phủ khát vọng non sông. Bài thi gồm hai phần nội dung viết. Cảm xúc đọng lại sâu lắng là niềm tự hào và biết ơn sâu sắc với các thế hệ những người anh hùng. Những chàng trai cô gái 18-20, họ đang căng đầy nhựa sống, nhưng họ đã hóa thân thành những tượng đài bất tử cùng núi sông. Cùng với đó là mô hình lược đồ hình thái chiến trường Đông Dương Đông Xuân 1953-1954, cao hơn 2 mét, nặng gần 100 kg. Tỉnh Hưng Yên lọt vào top 5 tỉnh thành phố có số lượng bài dự thi nhiều nhất. Sau khi mà chúng tôi được nhận giải tại Điện Biên Phủ về đến quê mình thì quả thật cái tâm trạng của cô cũng như của trò ấy, đấy là cái sự biết ơn rất là sâu sắc. Trước đây các em mới chỉ biết đến Điện Biên Phủ qua sách vở. Thì qua chuyến đi này, các em đã nhìn thấy tận mắt hình ảnh của Điện Biên Phủ. Ở đó chúng tôi cảm nhận được là vì sao bộ đội của chúng ta có thể làm nên cái chiến thắng vẻ vang, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu như vậy.